Thưa sư, cho con hỏi, khi xem phim đen nhưng con không thủ dâm thì có tội hay tạo nghiệp ác không sư? Cái gì con cũng cố gắng vượt qua được nhưng nghiệp dục sao mà khó quá sư ơi, mong sư giúp con vượt qua. Có một số việc sư nói mà nếu như quý vị suy nghĩ nó không có đúng đắn thì quý vị sẽ hiểu lầm là mình được làm, nó kẹt vậy đó. Ví dụ như có một vị hỏi sư cái chuyện mà thủ dâm thì có phạm cái giới tà dâm hay không. Sư nói không có phạm, thì vị này lại hiểu cái kiểu là mình lại được làm, trong khi vị này là đang là tập sự, đang là tập sự xuất gia đấy. Hoặc là một vị sa di thì đúng là cái chuyện mà vị đó đụng chạm với người nữ không phạm giới, nhưng mà không có nghĩa là được làm, không có nghĩa là nên làm. Mà nếu như chỉ đơn giản hỏi đó là có phạm giới hay không, rồi để mà căn cứ vào cái chuyện đó rồi đi ra ngoài đụng chạm phụ nữ, rồi ôm rồi hôn phụ nữ rồi tùm lum tùm la, miễn sao mình không có này nọ kia thôi, thì coi như là mình hiểu lầm, hiểu sai về lời dạy của Đức Phật. Cho nên có những chuyện ấy, không phạm giới không có nghĩa là nên làm. Câu hỏi này cũng vậy đó. Sư không muốn là cái câu trả lời của sư lại bị một vài vị hiểu lầm là sư khuyến khích. Cái chuyện mà quý vị xem cái phim đen ấy, bản thân nó còn thuộc về cái nghiệp ấy, nó nhẹ hơn, nó vẫn còn nó nhẹ hơn cái chuyện là quý vị xúc chạm người nữ. Nó nhẹ hơn cái chuyện xúc chạm người nữ. Xét về giới đó, thì nó cũng là tội nhẹ, nó xét về thuộc về dạng tội nhẹ, đương nhiên miễn không thủ dâm ha. Nhưng mà nó sư lặp lại một lần nữa, nói như vậy không có nghĩa là nên là. Xét về các cái cấp độ đó, các cái cấp độ mà tạo nghiệp bất thiện, các cấp độ tạo nghiệp bất thiện ở trong kinh tạng Đức Phật có nói như thế này. Cấp độ đầu tiên nặng nhất về cái nghiệp dục đó là gì? Phạm cái tội tà dâm thì đương nhiên là nặng nhất rồi. Nhẹ hơn nhưng mà vẫn là bất thiện là gì? Quan hệ nam nữ mà quan hệ vợ chồng, tức là được phép. Nó nhẹ hơn thôi nhưng mà nó vẫn là cái nghiệp bất thiện. Nhẹ hơn nữa, Đức Phật nói đó, có những vị mà không mà vẫn còn thích thú trong cái việc quan hệ nam nữ đó thì vẫn không thể tránh được địa ngục và vẫn không thể tránh được khổ cảnh. Rồi có những vị mà ý thức được cái chuyện này đó thì vị đó không còn quan hệ nam nữ nữa ha, nhưng mà vị đó vẫn còn thích thú trong cái việc xúc chạm với người nữ. Sẽ lấy ví dụ như là gì, đi sờ soạn quý vị đi massage chẳng hạn như vậy, vẫn còn thích thú trong cái việc xúc chạm với người nữ thì vẫn không tránh khỏi địa ngục và không tránh khỏi các khổ cảnh. Nhẹ hơn một bước nữa, có những vị vị đó không ý thức được cái sự nguy hại của việc xúc chạm với người nữ, vị đó không xúc chạm người nữ nhưng mà vị đó còn thích thú trong cái việc nói chuyện với người nữ. Thì cái người đó vẫn không tránh khỏi địa ngục và không tránh khỏi khổ cảnh đấy. Rồi nhẹ hơn một bước nữa, cái người mà họ ý thức được cái sự nguy hại của cái việc nói chuyện với người nữ, họ không nói chuyện với người nữ
mở ngoặc là mở ngoặc ha, bằng cái lòng tham dục, đóng ngoặc lại. Chứ phải sư nói như vậy rồi là sao, là cự tuyệt luôn, là không có nói chuyện với người khác giới thì không đúng. Mà mình phải hiểu là nói chuyện bằng cái lòng tham dục. Rồi, có những vị ý thức được cái chuyện mà nói chuyện với người nữ bằng cái lòng tham dục, vì đó không nói chuyện với người nữ bằng lòng tham dục nữa, nhưng mà vì đó còn thích thú nhìn ngắm người nữ bằng cái tâm ái nhiễm. Thì đây nè, cái chuyện mà xem phim đen nó nằm nằm ở trong cái giai đoạn này, nằm ở trong cái đoạn này ha. Tức là mình còn thích thú mình nhìn ngắm, nó nằm ở trong cái đoạn này. Thì vị ấy vẫn không tránh khỏi địa ngục và không tránh khỏi các khổ cảnh. Đấy. Rồi có những vị ý thức được cái chuyện cái sự nguy hại của việc nhìn ngắm người nữ bằng cái tâm ái nhiễm. Vị ấy không nhìn ngắm người nữ bằng tâm ái nhiễm, mà vị ấy vẫn còn suy nghĩ về người nữ bằng tâm ái nhiễm. Thì vị đó vẫn không tránh khỏi địa ngục và không tránh khỏi các cảnh giới đau khổ. Thành ra đó, cái vị có chánh tư duy là vị đó phải ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy. Thì quý vị thấy không, cái ly dục tư duy đó tức là gì? Mình phải tránh cái dục ngay từ trong suy nghĩ. Đó là sự đi từ từ cao xuống thấp, từ cái nặng nề cho đến cái thô tế, thô thiển. Bây giờ sẽ đi ngược lại từ cái thô thiển, từ cái vi tế, cái nhẹ nó đi ra cái nặng nề, trong một bài kinh khác, trong một bài kinh khác. Đức Phật nói như thế này: vị tỳ kheo, mà khi mà cái tham dục nó xuất hiện á, thì không không được phép, ngay cả trong suy nghĩ nha, không được phép nghĩ về cái chỗ kín của người nữ. Mà khi cái tham dục nó nổi lên, mà nếu như vậy đó nghĩ về cái chỗ kín người nữ là vì đó phạm tội tác ác. Mà nếu như mà vì đó không, thì đây là cái giới hạn của vị đó. Đối với một vị tỳ kheo, đây là cái giới hạn của vị đó. Nhưng mà với một vài vị, vị đó không thể giữ được, mà vị đó đi đến một cái tội nó cao hơn, tức là vị đó nhìn người nữ bằng cái tâm ái nhiễm, thì vị ấy nên hiểu rằng đây là cái giới hạn của vị đó. Nhưng mà có vị tỳ kheo, vị đó đi xa hơn cái chuyện nhìn người nữ, đi đến cái chuyện là vị đó nói chuyện với người nữ ở chỗ kín khuất. Thì vị đó phải hiểu rằng đây là cái giới hạn cuối cùng của một vị tỳ kheo. Nhớ nha, giới hạn cuối cùng của một vị tỳ kheo. Bởi vì nếu như mà đi xa hơn nữa, tức là đi đến cái chuyện đụng chạm, là đụng cái tăng tàng rồi, là nó đã quá nguy hiểm rồi. Rồi mà hễ mà đụng cái tăng tàng thì mình cách cái chuyện, cách cách cái bất cộng trụ không xa. Đấy. Cho nên là cái tham dục ấy nó có các cái thứ bậc từ thấp đến cao. Thành ra cái chuyện, quay trở lại câu hỏi, cái chuyện mà quý vị xem cái phim đen ấy, nó nằm ở cái cấp bậc là quý vị mình chúng ta nhìn bằng cái tâm ái nhiễm. Thì đương nhiên là nó tạo cái nghiệp bất thiện rồi, chắc chắn nó là nghiệp bất thiện rồi. Thành ra quý vị thấy là tại sao trong cái kinh Sừng Bò đó, Đức Phật nói là cái chúng sanh mà sau khi mệnh chung mà đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó nhiều như lông bò, mà số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung mà được sanh về cõi trời, cõi người ít như sừng bò. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị thấy nó rất là khó, khó chứ không đơn giản. Tức là chúng ta phải giữ làm sao cho ngay cả trong cái suy nghĩ của mình ý, mà phải ly dục ngay từ trong suy nghĩ. Còn chờ mà nó đi ra tới con mắt là nó quá cái bước một. Đi quá nữa là đi tới cái chuyện là mình mở miệng ra mình nói. Đi quá trong bước nữa là mình
động chạm, rồi đi quá bước nữa là mình đi đến cái chuyện là mình quan hệ nam nữ. Một cái mà thôi, nó nằm ở trong một cái câu hỏi khác thôi, sẽ không có nói tới. Rồi quý vị muốn vượt qua đấy, thì đối với người nữ, cái tên nghĩa là người nữ, có một vài cái đề nghị như thế này được nhắc nhắc đến trong kinh Tạng. Đầu tiên là quý vị nghĩ về cái sự nguy hại của nó, nhớ dùm cái bài kinh mà sư vừa nói đó. Mình còn có cái lòng ái nhiễm thì mình cách địa ngục chưa có xa đâu. Thì nghĩ về cái sự nguy hại của nó, rồi gạch đầu dòng thứ hai là thực hành cái những cái phương pháp quán tử thi hoặc là quán 32 thể trược. Cái gạch đầu dòng thứ ba là trong cái chuyện ăn uống ấy, thì phải tập thiểu dục tri túc, tức là ăn chỉ để no chứ không phải để ngon. Một trong cái cách mà các sư vô ăn trong bát ấy, là như thế này: tất cả các cái thứ đồ ăn mặn, ngọt, chua, cay, chè, cháo, các thứ đổ hết vào, trộn lại với nhau, trộn cho nó mất đi cái hình dáng ban đầu, rồi sau đó ăn. Quý vị cứ làm như thì quý vị sẽ đi đến một cái nhận một cái cảm cảm thọ, đó là ăn chỉ để no chứ phải để ngon. Rồi tránh trong sinh hoạt ấy, tránh cái chuyện là mặc đồ mới, đồ đẹp, tránh đi. Mà mình mặc cái mà chỉ để mặc thôi, tức là cái đồ cũ, đồ xấu, nhưng mà đương nhiên mặc vẫn lịch sự ha. Đấy. Rồi không sử dụng trang sức, không sử dụng nước hoa, không sử dụng mỹ phẩm. Quý phải bỏ. Nó lạ một chuyện, đó là nó giống như là chúng ta chỉ thích thích đi bệnh viện khám bệnh chơi cho vui, cầm cái đơn thuốc xong về nhà vứt xó, chứ không có chữa. Cũng vậy đó, một vài vị thì xin sư đưa ra cái giải pháp, nhưng mà nhìn cái giải pháp là le lưỡi ha, nhìn cái giải pháp là le lưỡi, sau đó là không có làm thì đó không ai cứu được ha, không ai cứu được. Nhớ lại giùm sư cái bài kinh sừng bò đó. Nhớ giùm sư bài kinh sừng bò. Cái người làm được nó không có nhiều, cho nên đó là mới làm thành cái sừng bò. Còn cái người không làm được nó nhiều lắm, cho nên là làm lông bò. Quý vị muốn làm sừng bò hay làm lông bò là do quý vị ha, do quý vị. Rồi quý vị làm thêm một cái đầu dòng nữa, đó là thu thúc sáu căn. Mắt chỉ nhìn cái cần phải nhìn, tai chỉ nghe cái cần phải nghe, mũi chỉ ngửi cái cần phải ngửi, lưỡi chỉ nếm cái cần phải nếm, thân chỉ xúc chạm cái cần xúc chạm, và ý chỉ suy tư cái cần suy tư. Thu thúc sáu căn lại ha. Và một cái câu vọng nữa, tức là gì? Sống một cái đời sống chánh niệm. Đương nhiên nó không có dễ, đương nhiên nó không có dễ. Nó đòi hỏi quý vị cần phải thực hành một cái khoảng thời gian rất là dài. Nhớ một chuyện như vậy, cái tham dục ấy, tham dục ấy, chỉ có đến cái vị thánh tam quả Anaham thì mới dứt được cái dục ái thôi. Cho nên cái dục ái nó rất là sâu, và nó ăn vào trong máu, ăn vào trong cốt, trong tủy rồi. Thành ra cái chuyện mà mình ly dục
Đó là một cái quá trình rất là gian khổ và rất là khó khăn. Sư không hề nói là nó dễ dàng. Sư không hề nói nó dễ dàng. Nhưng mà không làm thì mình không được gì hết. Phải dần dần mới gột rửa từ từ. Đâu phải ai mà tự nhiên đùng cái tự nhiên chứng tam quả, chứng tứ quả, A-la-hán, vô niết bàn đâu. Ừ. Phải có sự tu tập kiểm soát dần dần nó mới được. Sư nhắc lại một lần nữa, khó thì chắc chắn khó, nhưng mà mình phải làm từ từ thì nó mới bớt.